Em Thảo Giao Phúc Sen hôm nay sẽ quay về quy trình đóng gói để gửi giao cho các bác. Đây là sự uy tín của đơn vị em và cũng là các bác khách hàng yêu quý đặt niềm tin và cũng đã sử dụng những cái dòng dao của đơn vị em rồi. Để quay cho các bác nhà mình xem về bộ dao, chất lượng mà nhà em cứ làm xong cái là phải đóng gói gửi cho các bác ngay. Về cái dòng dao tay mun này các bác này. Con dao mun này là con Pam Giang, hiện tại thì em đang gửi cho các bác nhiều nhất. Về cái phần cán dao mà lưỡi dao bác nào mà dùng rồi thì hãy cho em xin một cái bình luận nhé. Bởi vì em được quá nhiều những cái lời khen ngợi với cái chất thép và cũng như là cái kỹ thuật làm đẹp của đơn vị em. Với con Pam Giang này thì những đơn hàng này là em đang làm gửi tới các bác là sống của nó là sống 7 ly, dài 30 cm, cán 15 cm và cán thì là tay mun, được quấn đồng thổ cẩm. Với con Pam Giang này thì hiện tại em đang làm hàng đặt. Bác nào có nhu cầu đặt dài, đặt ngắn, đặt dày bao nhiêu cứ liên hệ trực tiếp tới xưởng dao bên đơn vị em nhé. Và xưởng dao mèo Phúc Sen của đơn vị em Thảo thì hiện tại đang làm tất cả các loại, vẫn đang làm ngày làm đêm để gửi tới các bác nhà mình. Và được lòng tin yêu của các bác thì bên đơn vị em sẽ hứa được tới các bác những cái dụng cụ chất lượng nhất và uy tín nhất. Hôm nay thì em đã làm xong bộ dao mun. Đây là những đơn hàng mà em đang đóng gói để gửi cho các bác đây. Đấy, với xưởng dao của đơn vị em thì ngày nào em cũng đi hàng nhé. Bác nào đang muốn xem về bộ mun này em sẽ mở cho các bác nhà mình xem. Đấy, và Pam Giang này thì cũng nói giá luôn. Bác nào mà làm hàng đặt ví dụ như con dài 30 cm, sống 7 ly và tay là tay mun đẹp, vân gỗ đẹp như này, là xưởng lò rèn bên em đang đưa tới các bác là 300 ngàn trên một con, miễn phí ship tới tận nhà. Có hai con hàng đặt kia có bác vừa mới bỏ ra kia đâu ra để lấy cho bác hai con dao ngắn kìa. À đây. Đây là con dao đặt nhá. Đây, đây là ngắn hơn. Bác ơi, các bác nào mà thích đặt như thế nào thì em làm nhá. Con này có 25 sen thôi này các bác này. Đấy. Con này làm 25 sen thôi. Còn con này thì em làm theo nhu cầu các bác, chả biết là các bác đặt đặt bao nhiêu đây. Cái con này con này dài hay nào, con này thì có 2 ly thôi, con này để thái thịt nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn với cái phần tay mun này, nhà em làm kỹ thuật rất chi là đẹp, bao sắc bén tới tận nhà các bác luôn. Và cái cách bảo quản dao thì em chia sẻ đối với các bác mà mới mua dao của đơn vị em này với dòng dao đen này nhá. Các bác mới mua về sử dụng, các bác bôi cho một lượt mỡ cho em. Đấy, các bác bôi một lượt mỡ vào dao. Tắt bếp cho em. Các bác bôi một lượt mỡ lợn nha các bác nhá. Đấy, bất kỳ một con nào các bác cứ bôi mỡ lợn cho em. Còn với con Pam Giang này 25 cm, dao 25 cm, các bác nhìn với cái vân gỗ nhà em làm kỹ thuật đẹp như này. Nhà em khẳng định với các bác, từ phần kỹ thuật cho tới phần chất thép em sẽ bao chất lượng. Nhưng đây là hai con hàng đặt nhá. Đây là dao nhu cầu đặt của các bác này. Các bác muốn đặt như nào em làm cho các bác thế. Còn con dao nhà em làm phổ thông thì sẽ làm những mẫu như thế này. Con này chặt đầm tay nhá. Và tất cả các bác đặt hàng của xưởng em thì về đều được test thử, cứ chặt xương trâu, chặt xương bò. Con này em còn chặt sắt rồi mà, chặt thép, chặt sắt cho các bác xem. Nhưng mà em nói luôn nhá, trên những video em test thử sắt thép ý, đó là em test thử về cái độ tốt để các bác nhà mình được biết thôi. Chứ còn chặt sắt không phải là ai cũng biết rằng chặt đâu. Thế cho nên là một bác nào muốn test thử chặt sắt thì hãy gọi điện video trực tiếp. Em test thử cho các bác, em dán tên vào đây xong em test thử nhá. Đấy, còn với bộ dao mun này, hôm nay thì đơn nhà em làm xong được tầm độ hơn chục bộ thôi. Mở dao cho các bác nhà mình xem nhé. Anh mở ra hộ em ý. Ôi. Đấy. Một con dao lóc thịt này các bác này. Một con dao thái. Và một con dao để các bác, các anh nhà mình băm xương. Đây. Một bộ ba dao mun này thì gồm sẽ có ba con. Con này các bác anh chặt xương chân giò thoải mái cho em. Ba con này em đang đưa tới các bác, các anh là 350 ngàn, miễn phí ship tới tận nhà các bác các anh luôn nhé, 350 nghìn. Còn với bộ hương, em sẽ mở bộ hương này cho các bác nhà mình xem này. Bộ tay hương đây là bộ dao hàng đặt nha các bác nhé, em đã đóng gói sẵn hết như này. Bộ dao hàng đặt thì đây là bộ hương, bộ này nhà em hết mấy hôm rồi không làm kịp. Bộ dao gỗ hương này thì các bác con tòi các bác chặt xương ống cho em thoải mái luôn. Đấy, con này thì là để con thái thịt thái rau. Tay gỗ hương quấn đồng mép trên và mép dưới nhá. Còn đây là con lóc thịt này.
Con này đã có video em lóc thịt cho các bác thì mình xem 10 phút xong cả một con lợn to luôn. Với cái chất thép thì em bảo hành cho các bác nhà mình khi đặt giao của bên xưởng em nhé. Và bộ gỗ hương này là em đang đưa tới các bác các anh là 500.000 cho một bộ này. Đấy, và bác nào mà đang cần đặt như thế nào, đang cần với những cái bộ giao chất lượng nhất và đang muốn tham khảo thật nhiều đồ của xưởng em, các bác nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác những cái dòng giao chất lượng nhất nhé. Hôm nay nó thật là em làm được ít quá cho nên là em cũng không lên like, đăng tải một cái video ngắn như này để các bác nhà mình muốn đặt giao thì cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên tiêu đề. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp.